nội chiến thăm cung. Thái tử cầm quân đi đánh giặc đã một tháng trời, không có tin tức gì rồi. Tà lò quá. Nguyệt Phi nương nương, nương nương, Thái tử gia đã trở về rồi. Thật thế sao? Người đã trở về rồi ư? Mau giúp ta chuẩn bị, ta phải đến gặp người mới được. Dạ, thái tử đang yết kiến hoàng thượng. Nhưng sao? Có chuyện gì mà ngươi ấp úng thế? Thái tử bị thương sao? Dạ không thưa nương nương, thái tử đã thắng trận trở về. Nhưng người mang theo về một cô nương rất xinh đẹp, hình như định lập cô ta làm thiếp. Cái gì? Một cô nương xinh đẹp ư? Thưa Nguyệt Phi, thái tử truyền lệnh, ngài đang bận làm sớ tấu trình lên hoàng thượng, nên không thể tiếp đón nương nương được. Mời nương nương hồi cung. Cái gì? Thái tử không tiếp ta ư? Hừ, sớ chương gì chứ, chắc lại đang ở với con hồ ly kia nên không muốn gặp ta đây mà. Nương nương bớt giận, biết đâu thái tử bận việc thật thì sao? Bình thường đi đâu xa về là thái tử tìm đến gặp ta ngay rồi mới giải quyết công việc. Lần này đi hẳn một tháng, đã thế còn không chịu gặp ta, chắc chắn là bị con hồ ly hớp hồn rồi. Nương nương đừng buồn, để nô tỳ đi thám thính giúp nương nương xem cô gái đó là ai. Người mau đi đi. Vâng thưa nương nương. Sao lâu về thế nhỉ? Đã mấy canh giờ rồi. Nương nương, nô tỳ đã thám thính được rồi. Mau nói cho ta biết xem nào. Nô tỳ đã phải dò la đám cận vệ của thái tử mới biết được rất nhiều chuyện. Khi thái tử đi dẹp loạn ở nước Đông, vua Đông không những đầu hàng mà còn đem dân con gái là Lý Ngọc Hoàng tặng cho thái tử để tỏ lòng cảm phục. Nghe nói Ngọc Hoàng vô cùng xinh đẹp, năm nay mới 18 tuổi. Thái tử vừa nhìn đã say đắm. Trên đường từ nước Đông trở về, không ngày nào thái tử rời mắt khỏi cô ta. Có chuyện đó thật sao? Nô tỳ còn nghe được một chuyện, rằng thái tử có ý định lập cô ta làm thái tử phi. Nếu như vậy, sau này chắc chắn cô ta sẽ trở thành hoàng hậu. Còn nương nương thì... Không thể có chuyện đó được. Ta được đích thân hoàng thượng ban hôn, nếu có lập thì chỉ có ta mới xứng đáng là thái tử phi. Cô ta chỉ là một tiểu thiếp thôi. Nhưng cô ta rất được thái tử sủng ái, trước sau gì thái tử cũng lên ngôi. Người muốn lập ai chẳng được. Không, ta không thể để cô ta qua mặt được. Ta phải đến gặp cô ta, xem cô ta lợi hại thế nào mới được. Nương nương cẩn thận. Bây giờ cô ta nói gì thái tử cũng nghe theo, không chừng cô ta sẽ hại lại nương nương đấy. Người yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Công chúa, nguy rồi. Có chuyện gì vậy? Vương phi của thái tử đang ở ngoài kia. Bà ấy muốn gặp công chúa để hỏi chuyện. Trông bà ta đằng đằng sát khí. Chắc vì chuyện thái tử sẽ lập người làm thiếp. Công chúa hãy cẩn thận. Có cần báo với thái tử không ạ? Không cần, hãy cứ để bà ấy vào. Ngọc Hoàng tham kiến Nguyệt Phi nương nương. Chúc nương nương cát tường. Quả là xinh đẹp tuyệt trần. Thảo nào... Ngươi cũng biết lễ nghĩa nhỉ? Thế sao không đến diện kiến mà để đích thân bổn cung đến chào ngươi là sao? Ngọc Hoàng mới từ nước khác đến nên không thuộc đường lối trong cung. Hơn nữa chưa được lệnh của thái tử nên Ngọc Hoàng không dám đi đâu. Mong nương nương thứ lỗi. Hừ, ngươi đừng ngụy biện, dám quyến rũ thái tử à? Ngươi có âm mưu gì? Nói. Dừng lại. Ngươi định đi đâu? Đây là chuyện của ta với Nguyệt Phi, không được kinh động đến thái tử. Cũng có nghĩa khí đấy. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không ai biết. Dám sang đây tranh giành quyền lực với ta ư? Ngươi chưa đủ tuổi. Ngọc Hoàng xấu số, phải lưu lạc tới nơi đất khách quê người làm vật tế phẩm. Chỉ mong đất nước được hòa bình, chứ không có tham vọng gì cao sang. Được chết dưới tay của Nguyệt Phi là vinh dự của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng chết không tiếc, chỉ lo cho số phận nước nhà. Sợ thái tử nổi giận thì vua cha và đất nước sẽ không tránh khỏi thương vong. Nguyệt Phi là người con gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, chắc chắn sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Điều này từ lâu đã khắc sâu trong lòng thái tử. Hy vọng người sẽ không làm chuyện gì dại dột khiến thái tử phải thay đổi suy nghĩ. Ngọc Hoàng đi trước đây. Tại sao ngươi không kêu ầm lên là ta muốn giết ngươi? Thái tử sủng ái ngươi như thế, chắc chắn sẽ trị tội ta. Tại sao ngươi lại từ tốn và bình tĩnh đến thế? Ngươi không sợ chết sao? Đời người ai chẳng chết một lần. Nếu Ngọc Hoàng không từ tốn mà tỏ vẻ gay gắt, liệu Nguyệt Phi có trở lại bình tĩnh được không? Ngọc Hoàng làm thế cũng chỉ để bảo vệ tính mạng cho mình và cho cả Nguyệt Phi nữa. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao Thái tử lại yêu mến ngươi đến thế. Đến ta cũng không thể cầm lòng được trước vẻ nhu mì của ngươi. Ta thật đáng xấu hổ. Điều lớn nhất Ngọc Hoàng học được ở đời là chữ nhẫn, bình tĩnh, từ tốn trong mọi chuyện là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Nóng nảy chỉ tổ hại mình, hại người. Ngọc Hoàng chỉ muốn là chị em tốt của Nguyệt Phi, cùng nhau chăm sóc Thái tử và chăm lo cho đất nước. Ta hiểu rồi, cảm ơn em. Người trong mộng. Anh đi làm về rồi đấy hả? Gớm, hôm nay về sớm thế. Tưởng lại đi nhậu nhẹt với mấy ông bạn rồi chứ. Em cứ làm như anh là bợm nhậu không bằng. Không phải bợm nhậu thì cả tuần có 7 ngày cũng chỉ nhậu có 6 ngày thôi. Trời ơi, anh bừa bãi nó vừa thôi. Đi làm về thì vứt tất vào chậu giặt có được không? Em cứ suốt ngày phải dọn cho bố con anh hả? Thì anh mệt nên lát nữa anh cất. Thấy em thì không mệt chắc. Em đi làm về nào cơm nước, nào giặt giũ rồi con cái, đủ thứ việc. Ngày nào cũng phải nghe em cằn nhằn, đến mệt đi. Đã 20 năm rồi mới hợp lớp. Ông liên kết được với nhiều người trong lớp vậy. Tôi phục ông lắm đấy. Cũng mất thời gian phết mới tìm được đầy đủ như thế đấy ông à. Đấy, kế hoạch hợp lớp đã thống nhất rồi nhé. Anh Thắng ở đây chơi nhé. Em phải chạy ra chợ một chút. Ừ, em cứ đi đi. Anh này, sáng nay em dặn anh sửa giúp em cái ống nước, mà sao anh không sửa? Thì lúc nào sửa mà chẳng được. Sao lại lúc nào sửa chẳng được? Đường nước hỏng làm nước chảy tràn ra khắp nhà bếp. Em vừa phải lao suốt 2 tiếng đồng hồ mới sạch đấy. Nhưng anh còn bận. Sao em hay cằn nhằn thế nhỉ? Anh thì lúc nào cũng bận, nhờ có việc tí cũng lười. Vợ tôi càng ngày càng khó tính, suốt ngày cằn nhằn, lắm lúc tôi phát chán. Thôi thì chúng ta cũng phải thông cảm cho chị em. Tôi không nói đến chuyện mụ vợ của tôi nữa. Bàn chuyện hợp lớp đi. Hợp lớp lần này sẽ đầy đủ thành viên nhất từ trước tới nay đấy nhé. À mà này, ông còn nhớ Lan không? Lan à, có phải Lan người trong mộng của ông ngày xưa không? Đúng rồi. Lần này ông có tìm được nàng để gọi nàng về hợp lớp không? Có, cũng phải qua mấy người mới tìm được số điện thoại đấy. Nàng bảo sẽ tới hợp lớp. Nhớ ngày xưa... Này, ông đang nghĩ gì thế hả? Tôi đang nhớ lại em Lan của ngày xưa. Sao đối nghịch với vợ tôi thế cơ chứ? Tôi cũng nhớ hồi đó ông kết em Lan lắm. Thế mà hai người không đến được với nhau nhỉ? Số tôi nó thế đấy ông à. Giờ thì gặp phải mụ vợ vừa béo vừa nhăn, vừa gắt gỏng như mắm tôm suốt ngày á. Thế thôi tôi về đây. Hôm sau tới họp lớp nhé. À này, ông cho tôi xin số điện thoại của Lan đi. Tôi muốn gọi điện ôn lại chuyện xưa với nàng trước. Chứ họp lớp thì đông người, chả chuyện trò gì được. Thì đây, số điện thoại của nàng đây. Thế là cuối cùng mình cũng tìm lại được với kỷ niệm xưa. Mà sao giờ này nàng vẫn chưa đến nhỉ? Alo, cái gì? Thấy có khổ tôi không chứ? Có mỗi cái việc cắm nồi cơm cho con nó về nó ăn mà cũng không làm. Đúng là chồng với con bực mình à. Hùng có phải không? Chị hỏi ai? Không nhận ra hả? Lan nè. Lan đấy à? Ôi giời ơi, không nhận ra bạn hả? Lan khác quá. Lan uống gì để mình... Thôi khỏi gọi, mình gọi rồi. Xin lỗi Hùng, không có nhiều thời gian nên mình gọi luôn đỡ phải đợi. Dạ, em gửi nước chanh leo đây ạ. Sao tự dưng lại nhớ đến mình? Mà cũng may, tự dưng trốn được việc nhà một lúc. Cả ngày bếp núc, nhà cửa chồng con, mệt lắm Hùng ạ. Ông vừa đi đâu mà vào đây? Tôi vừa đi gặp Lan về. Lan á, Là người trong mộng của ông ấy hả? Ừ. Không đợi được đến hôm họp lớp hay sao mà phải hẹn gặp nàng luôn thế hả? Ừ, tôi đang thất vọng quá. Sao người trong mộng của tôi bây giờ lại thay đổi như thế? Thay đổi? Nàng thay đổi thế nào? Nàng chả còn tí nào của ngày xưa nữa. Nàng còn khiếp hơn cả vợ tôi. Anh Hùng tới chơi đấy ạ. À? Em mời các anh ăn chút hoa quả. Em đang mệt cơ mà. Sao không đi nghỉ? Em khỏe rồi. Lát nữa anh Hùng ở đây ăn cơm với vợ chồng em nhé. Chẳng mấy khi anh tới nhà chơi. Sao mà số của ông may thế? Vợ ông lúc nào cũng dịu dàng. Vợ có dịu dàng hay không cũng một phần do người chồng thôi mà. Do chồng là sao? Ông có muốn vợ ông thay đổi thì ông phải thay đổi trước tiên. Cô ấy hàng ngày phải đi làm cũng vất vả thế nên... Thế nên phải giúp cô ấy làm việc nhà phải không? Đấy, đầu tiên muốn thay đổi hành động thì phải thay đổi tư tưởng đã. Không phải là giúp cô ấy làm việc nhà, mà làm việc nhà cùng cô ấy. Ông nghĩ là ông làm giúp cô ấy thì có nghĩa ông coi việc đó là của vợ. Khi nào ông coi việc nhà cũng chính là việc của mình thì sẽ không còn tư tưởng làm việc nhà giúp vợ nữa. Ông nói cũng phải, nhưng ông nhìn xem. Vợ tôi càng ngày càng nhăn nheo, xấu xí, trông đến là chán. Tôi không bênh vực chị em đâu nhé. Nếu ngày nào vợ ông cũng phải ôm một núi việc nhà thì cô ấy có thời gian để chăm sóc sắc đẹp không mà chẳng nhăn với xấu. Cậu nói cũng phải. Vậy vợ xấu hay đẹp cũng do người chồng phải không? Không hoàn toàn do chồng, nhưng mà chúng ta cũng tạo nên phần lớn nhan sắc của vợ đấy. Ngày xưa khi vợ ông đến với ông, cô ấy đâu có như bây giờ, đúng không? Lan của ngày xưa cũng khác bây giờ. Vậy ông nghĩ xem, điều gì đã khiến các cô ấy thay đổi như vậy? Nếu không phải đã vì quá vất vả chăm lo cho chồng cho con. Ông có nghĩ Thúy, vợ của ông, cũng từng là người trong mộng của những thằng con trai khác không? Ông nói đúng, nhưng bây giờ thì làm sao thay đổi được? Ông cứ thử thay đổi trước đi xem nào. Vợ à, anh tặng em nè. Hôm nay là ngày gì mà... Hôm nay không phải là ngày gì cả. Chỉ là anh muốn xin lỗi em thôi. Xin lỗi? Ừ, anh đã vô tâm quá. Anh cứ hiển nhiên hưởng sự vất vả của em mà không nghĩ rằng đó cũng là trách nhiệm của anh. Đúng là vẽ chuyện mà. Sức mạnh của tình mẫu tử. Ngủ ngoan nhé con yêu. Mẹ đây, mẹ đây. Con gái của mẹ ngoan quá, ngày nào cũng dậy đúng giờ. Mẹ đã nấu súp cho con rồi, mẹ con mình cùng ra ăn nào. Chà, thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu quá. Lại phải xuống nhặt với giặt lại. Nhưng mình xuống thế này, bỏ con bé một mình có sao không nhỉ? Vẫn còn sớm chán. Con bé bình thường 10 giờ mới dậy cơ mà. Mình chỉ xuống chút thôi rồi lên luôn mà. Chắc không sao đâu. May mà không có xe nào cán qua. Cô làm gì mà ngồi đây thế? Gió thổi to quá nên bay cả áo chị ạ. Rõ khổ, vừa mới giặt xong. Vất vả cho cô quá rồi. Mà con bé Anna nhà cô đâu? Dạ, con bé đang ngủ trong nhà. Hả? Cô để nó ở nhà một mình sao? Nguy hiểm lắm đó. Con bé nhà tôi ngoan lắm, ngày nào cũng ngủ đến 10 giờ mới dậy. Bây giờ vẫn còn sớm, chắc nó chưa dậy đâu. ơi, Anna, sao con lại vậy giờ này? Vào nhà đi con, đừng ra ngoài ngã đấy. Trời, con bé. Mẹ đã bảo đi vào mà. Mama. Vào nhà đi con, vào đi. Trời, nguy hiểm quá. Vào đi con. Mama. Không. Mẹ đây. Không sao con của mẹ, không sao nữa rồi. Trời, không thể tin nổi. Sự việc kỳ lạ này nhanh chóng được đăng lên báo và lan truyền khắp nơi, thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia. Họ không lý giải được vì sao Alice có thể chạy với tốc độ hàng trăm km/h như thế để đón kịp đứa bé rơi từ trên cao xuống. Điều mà khiến cả vận động viên chạy tốc độ kỷ lục toàn quốc cũng không thể làm được. Đúng là một kỳ tích, và chỉ có sức mạnh to lớn của tình mẫu tử mới có thể làm được. Thành thật với tình yêu. Hết giờ rồi các bà ơi, về thôi. Trời ơi, mưa to thế này mà về thì thảm lắm. Hay là chờ tạnh mưa rồi về nhỉ? Này, kiếm được anh có ô tô là chả sợ mưa nắng gì nữa luôn. Giống như Ngọc kia kìa. Em này, cuối tuần này anh muốn đưa em về nhà. Ba mẹ anh rất muốn gặp em. Ôi, về nhà anh ấy à? Em chưa chuẩn bị tinh thần. Có gì mà phải chuẩn bị em. Ba mẹ của anh dễ tính lắm, em đừng có lo. Con dâu tương lai dễ thương, dịu dàng thế này, chắc chắn ba mẹ sẽ rất thích em. Ngọc, làm cái gì mà ngồi thần mặt ra đấy hả? Cãi nhau với người yêu à? Không, hơn cả cãi nhau đây. Chuyện là cuối tuần này anh Tú bảo tôi về nhà ra mắt ba mẹ anh ấy. Nhưng mà tôi lo lắm đây. Ôi dạo, tưởng gì. Thế thì lại thêm một bước tiến tốt. Thế phải vui mới phải chứ. Nhưng mà đến đó tôi chả biết mua gì tặng. Nói năng thế nào, tôi cảm thấy ba mẹ anh ấy ở một giai cấp khác hẳn vậy. Làm sao cho vừa mắt họ đây chứ. Tôi nghĩ bà cứ mua món quà đắt đắt chút. Chứ nhà họ giàu thế, toàn dùng đồ sang. Mình mua đồ bình dân, họ lại cười cho. Ừ, nhưng đến đoạn họ hỏi đến gia đình của tôi. Họ mà biết tôi chỉ là con nhà nông ở quê, họ lại nghĩ tôi đũa móc mà đòi mâm son. Vậy thì cứ nói đại là ba mẹ cậu là giáo viên về hưu chẳng hạn, là họ đã nhìn bà khác rồi. Chứ bà đừng có nói là làm nghề nông. Nhưng nói dối thế sao được. Thế bà có muốn họ bảo bà trèo cao, yêu con trai của họ chỉ vì lợi dụng không? Bà có muốn họ ngăn cản, không cho bà đến với anh Tú không? Hương nói đúng đó, bà có phúc lắm mới yêu được con trai của tổng giám đốc. Anh Tú vừa cao to đẹp trai, lại giỏi giang chu đáo. Đã thế lại còn đi ô tô, đi cả chiếc chứ. Ngày ngày đưa đón bà đi làm, lại còn yêu bà như thế. Kiểu gì thì kiểu, bà phải cố mà giữ. Bà đừng có lo, sau này họ có phát hiện ra sự thật, thì lúc đó bà cũng là người của nhà họ rồi. Cứ yên tâm mà làm theo lời tôi. Thế phải nói trước với anh Tú chứ. Anh Tú cũng chỉ biết nhà tôi ở quê, cũng chưa biết rõ mẹ tôi làm nghề gì. Thôi, tạm thời chưa nên nói rõ với anh Tú, để anh Tú biết rồi lỡ lại. Mà thôi, cứ nghe bọn tôi quân sư cho bà, chỉ có chuẩn luôn, không phải suy nghĩ nhiều. Dạ ba mẹ, đây là Ngọc, bạn gái của con. Con chào hai bác ạ. Chào con. Bác nghe thằng Tú kể nhiều về con, mà không ngờ con lại xinh xắn thế này. Cảm ơn bác quá khen ạ. Lần đầu đến thăm nhà, con có chút quà biếu hai bác. Con chu đáo quá, cảm ơn con. Thôi, hai đứa vào nhà ngồi đi. Ba mẹ con làm nghề gì? Còn công tác không? Dạ, ba con đã mất lâu rồi. Còn mẹ con là giáo viên, cũng đã nghỉ hưu rồi ạ. Vậy à, chà, đúng là con nhà giáo có khác, xinh xắn, lại nhẹ nhàng ngoan ngoãn. Cho hai bác gửi lời hỏi thăm mẹ con nhé. Dạ vâng. Lúc nãy ba mẹ khen em đấy, nào là xinh, khéo, lại chu đáo nữa. Sao em trông vẫn không được vui vậy? Ba mẹ anh đều thích em rồi mà. Không có gì đâu anh. Tại em vẫn chưa hết căng thẳng thôi mà. Em nhát quá đấy. À, cuối tuần sau chúng ta về thăm nhà em nhé. Hay là để sau đi anh. Em sao thế? Lần nào nhắc đến chuyện về quê thăm nhà em cũng không đồng ý. Em chỉ là em thấy chưa thích hợp. Anh có thể đợi thêm một thời gian nữa được không ạ? Chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi. Em cũng đã về thăm nhà anh rồi. Anh chỉ muốn được về thăm nhà em, thăm mẹ em mà sao khó thế? Hay là em chưa tin tưởng anh nên không muốn giới thiệu anh với gia đình? Em không phải vậy à? Thế thì tại sao hả em? Vậy để em sắp xếp đã nhé. Mẹ ơi, chúng con về rồi ạ. Các con về rồi đấy hả? Mẹ, đây là anh Tú bạn con. Dạ, con chào bác. Hai đứa con vào nhà đi. Vào rửa mặt mũi tay chân rồi ăn trưa. Mẹ chuẩn bị xong hết rồi. Con phải vào rửa mặt cho tỉnh người đây. Đi đường lâu mệt quá. Anh vào nhà uống nước với mẹ đi. Quê mình đẹp quá bác nhỉ. Cháu hay thích về những vùng quê. Cảm giác rất yên bình. Ở đây không khí trong lành. Không xô bồ như ở thành phố. Có dịp rảnh á, hai đứa cứ về chơi nha. Trước bác là giáo viên, học trò lúc nào cũng ríu rít. Bây giờ nghỉ rồi ở nhà cũng buồn bác nhỉ. Mẹ ơi, ngày mai con dẫn anh Tú về. Mẹ đang trong nhà cho bác cả. Mẹ cứ nói đó là nhà của mình. Với cả mẹ là giáo viên về hưu nhé. Sao lại thế hả con? Con đã lỡ nói dối gia đình anh Tú như vậy. Con xin lỗi mẹ. Con sợ gia đình anh ấy sẽ chê cười nhà mình. Sợ ba mẹ anh ấy sẽ không đồng ý cho con đến với anh ấy. Mẹ giúp con nha. Tú nè, thật ra bác trước giờ làm nông thôi, không phải giáo viên gì cả. Nhà này cũng là nhà của bác con bé Ngọc. Hai vợ chồng bác ấy lên thành phố chơi với con một tháng nay rồi. Bác sang đây trong nhà giúp. Còn nhà bác ở bên đối diện kia kìa. Con bé Ngọc nó làm vậy vì sợ gia đình con chê cười, không môn đăng hộ đối với gia đình con, rồi sợ ba mẹ con phản đối chuyện hai đứa. Nhưng bác nghĩ dù sao đi chăng nữa cũng không nên giấu con. Nếu con có yêu con bé thật lòng thì hãy thông cảm cho nó. Vâng, cháu hiểu ạ. Anh thấy không khí ở quê thích không? Ngọc, sao em lại nói dối? Nói dối gì cơ? Nói dối rằng mẹ em là giáo viên, rằng căn nhà 2 tầng đó là nhà của em. Mẹ đã nói hết với anh sao? Em xin lỗi. Tại em sợ ba mẹ anh bảo em là đũa móc chòi mâm son. Thế sao với anh, em cũng không nói thật. Em đã định nói với anh nhiều lần, nhưng không hiểu sao sau đó em lại thôi. Em biết là em làm vậy là sai rồi. Giờ thì anh cũng đã biết rõ rồi. Anh có còn yêu em nữa không? Nếu anh muốn chúng ta dừng lại, em cũng sẵn sàng, sẽ không oán trách anh. Em nói gì thế hả Ngọc? Em nghĩ tình yêu anh chỉ đến thế sao? Em biết không, ba mẹ anh cũng xuất thân hoàn cảnh khó khăn, tự bươn chải mà vươn lên. Thế nên họ luôn đặc biệt có thiện cảm với những người nông thôn chất phác thật thà. Anh cũng vậy thôi. Anh yêu em, ba mẹ anh quý em vì bản chất con người thật của em, chứ không phải vì những thứ khác, em hiểu không? Em đã sai rồi. Em đã cảm thấy có lỗi với anh và ba mẹ của anh quá. Rồi chúng ta sẽ tìm dịp thích hợp để nói thật với ba mẹ. Họ đều là người rất hiểu chuyện. Anh tin ba mẹ sẽ không để bụng đâu em. Dạ. Ông già Noel hói đầu. Hôm Giáng sinh, ông già Noel tặng tớ một chiếc máy bay, đúng như tớ mơ ước luôn. Còn tớ thì được tặng một đoàn tàu hỏa, như trong thư tớ viết cho ông già Noel. Ông ấy tài thật các cậu nhỉ. Các cậu này, tớ kể cho các cậu nghe một bí mật nhé. Bí mật gì? Ông già Noel đầu hói các cậu ạ. Sao cậu biết? Chính mắt tớ trông thấy mà. Đêm Giáng sinh, tớ cố thức đợi ông già Noel. Tuy buồn ngủ lắm, nhưng tớ vẫn kịp thấy ông ấy vác túi quà bự vào phòng của tớ. Và rõ ràng ông ấy hói đầu. Ông già Noel lúc nào cũng đội mũ đỏ mà. Sao cậu thấy đầu ông ấy được? Chắc cậu ngủ mơ rồi. Tớ chắc chắn đấy, tớ nhìn thấy rất rõ mà. Cậu nói dối. Mẹ tớ nói không ai có thể thấy được ông già Noel cả. Đúng rồi, cậu là đồ nói dối. Tớ nói thật, tớ thấy rõ ràng là ông già Noel đầu hói mà. Chúng tớ không chơi với đứa nói dối. Đúng thế. Tớ nói thật mà. Này, này. Buzz, Buzz. Ba, con chào ba. Ai làm con trai của ba ủ rũ thế này? Nói bà nghe, bà sửa cho. Tụi thằng Alex và Danny nói là con là đồ nói dối ba ơi. Ừ, sao lại thế? Vì bọn nó không tin con đã thấy ông già Noel. Con thấy ông già Noel thật hả? Thật à, con thấy rõ ràng. Con còn thấy ông già Noel hói đầu nữa cơ mà. Hả? Ông già Noel hói đầu á? Dạ, chắc chắn luôn. Hay ba cũng nghĩ con nói dối? Không không, con không nói dối vì... Bác Tài ơi, đặt cách cho em xuống ở phố phía trước nhé. Ok, còn cái mũ đỏ nữa. Các cậu giấu của tớ phải không? Đâu mà, ai giấu làm gì. Thôi các cậu để cho cậu ấy về đi. Còn mấy phút nữa là qua đêm Giáng sinh rồi. Cảm ơn cậu, tạm biệt mọi người. Tớ xuống trước đây. Giáng sinh vui vẻ. Ừ, Giáng sinh vui vẻ. Cô đấy à, mày nhớ tao nhiều không? 3 tháng rồi còn gì. Cô, trả mũ cho tao. Giờ tao không chơi với mày được đâu. 12 giờ rồi. Thôi kệ chiếc mũ vậy. Có phải ông già Noel hói đầu trông như thế này không Max? À đúng rồi, ông già Noel hói đầu. Là ba ạ? Ừ, ông già Noel hói đầu mà con thấy đêm Giáng sinh là ba đấy. Vậy là có ông già Noel hả ba? Có chứ, có ông già Noel chứ con. Ba nói dối con, nếu có ông già Noel thì sao con không thấy ông đến tặng quà cho con? Mà ba phải đóng giả ông già Noel để lừa con. Ba không bao giờ nói dối con. Con nhìn xem, con không thấy gió, nhưng con biết gió ở đó khi những chiếc lá đung đưa, phải không con? Tình yêu và hy vọng cũng thế. Ba đâu thấy được, nhưng chúng hiện diện trong tiếng kèn cổ vũ, những người hâm mộ tiếp sức mạnh cho ba đứng dậy sau những chấn thương để tiếp tục trận đấu. Và ông già Noel nữa, con không thấy ông, nhưng mà ông ở đây, trong trái tim của ba. Nhắc ba mỗi dịp Giáng sinh, dù bận rộn đến đâu, cũng đừng quên tạo nên một điều kỳ diệu cho con trai của mình. Ông ở đây nữa, ở trong trái tim của con. Ông cũng ở trong trái tim Danny và Alex, và rất nhiều trẻ em trên thế giới này. Ông cùng các con đi qua tuổi thơ, nhắc các con biết ước mơ và tin tưởng vào điều kỳ diệu. Đến khi các con trưởng thành, ông lại cùng các con tạo nên những điều kỳ diệu cho con mình. Tạo nên những điều kỳ diệu, như kiểu ba đã tặng cho con chiếc xe đạp mà con ao ước, hay ba Alex tặng nó chiếc máy bay, và ba Danny tặng cả một đoàn tàu hỏa. Đúng thế, nếu như đêm Giáng sinh, Alex mà thức sẽ thấy ông già Noel của nó cao kèo. Còn Danny mà nhìn trộm chắc sẽ hài lòng vì ông già Noel của nó béo ú y như trong phim ảnh. Còn ông già Noel của con thì hói đầu. Con yêu ông già Noel hói đầu nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!